Xéo chân qua, xé qua, đúng rồi, xé qua, xé qua, đẩy cái hông lên, đẩy cái hông lên. Không, xéo qua, đi với đàng hoàng coi, đi mẹ coi, đi, đi, xé qua, xé qua, xé qua, bà đi như bắn cá vậy bà. Né coi mẹ nè, đi nè, xé qua, xé qua, xé qua, đi, 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 đi. Đi đàng hoàng đi, mình không có giữ, mình giữ cái bài. Xé qua, xé qua, xé qua. Đi mẹ coi coi. Đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây. Đi sang mẹ, xé qua. Khó quá. Kinh điển, cái gì nhở? Khó quá mẹ. Khó đâu mà khó. Con cứ cố gắng là sẽ làm được, con hiểu không? Tương lai con phải là diễn viên, con phải là hoa hậu, hiểu không? Thì bây giờ nè, con phải tập thể dục, mình phải giữ dáng trước. Rồi sau này á, mẹ sẽ cho con đi học thêm những cái môn để tăng chiều cao, ví dụ như là bơi lội nè, hít xà đơn nè, rồi mai mốt đi học bóng rổ chung với anh Winner để cao lên, cao lên, hiểu không? Một mẹ, chân. Hả? Người mẫu á với lại diễn viên đâu có liên quan gì tới mấy cái môn đó đâu. Con ghét, con chỉ thích nãy là cờ, kỹ thuật thì giàu thôi à. Chơi mấy cái môn đó mẹ không có cho chơi mấy môn đó chứ chưa. Chơi cái môn gì mà mình cao lên được, cao lên được. Trời ơi nè, mẹ sợ lắm luôn á. Mẹ rất là sợ con giống như cái gen của ba con là lùn, hiểu không? Thấy không? Nên bây giờ mình phải tập mọi biện pháp để mình tăng chiều cao mình lên. Con thấy không? Nguyên cả cái chung cư này ai cũng gọi con là bé lùn hết trơn á. Phải cao, phải cao. Con ghét ai gọi con là bé lùn đó. Ai mà gọi con là bé lùn á, người đó là kẻ thù của con. Bé lùn. Thế ra, chị mới gọi em là cái gì vậy? Thì em là bé lùn, thì chị kêu em là bé lùn. Nè Thi. Dạ. Candy không thích ai kêu bằng bé lùn đâu nha. Đúng không? Dạ, đúng, đúng không? Ừ, nhưng mà tại vì mình không cao thì người ta kêu bằng bé lùn. Tên bé lùn dễ thương mà. Trời ơi cái mặt giận kìa, cái mặt giận nhìn cũng lùn nữa. Trời ơi dậm chân mà nhìn cũng thấy ghét nữa kìa. Candy, con không có hổn nha. Chị Thi với lại ba Tùng ở đây là ghẹo con mà. Ừ. Hành ha. Thôi con thưa cô Linh đi về học bài đi con. Dạ. Con chào cô, con về. Bye bé lùn nha, hẹn gặp lại nha. Anh Tùng ở lại đi dạo với em một vòng. Thôi đi về con. Bye bé lùn nha. Anh Tùng. Anh Tùng. Từ nay trở đi, cái chị nhà quê đó sẽ là kẻ thù của mình. Ủa chết rồi Candy ơi, anh để quên tập trên nhà rồi, bây giờ anh về lấy tí nha. Anh lên nhanh nhanh nha, em sợ người ta bắt cóc quá. Thật gớm quá bà ơi, ai mà dám bắt cóc bà, đừng nói nha. Xin uống trà sữa nha. Được á. Ủa, bé Đồng, em chưa đi học hả? Má thì tôi phải nói với mấy người. Trời ơi, coi kìa, dễ thương quá. Em của bà hả? Không phải em của tôi. Ủa, dễ thương quá kìa. Em hàng xóm á. Còn súng răng kìa. Mất lịch sự. Bé Lục, em cao bao nhiêu vậy? Để chị đo cho em nha. Không được đo tôi. Ủa coi kìa, mặt hung dữ dễ sợ luôn á. Không, ê, nựng cái cây, nựng cái cây. Ủa, không cho nựng luôn. Ủa, bé Lục kìa, bé Lục mà nhìn như Doraemon ấy. Trời sợ. Ước gì mình cũng có em gái giống vậy ha. Đúng rồi. Mấy người đi chưa? Hung dữ vậy, mà dễ thương, dễ sợ luôn á. Chị Diếu kìa, bé Lục à. Anh quay lại rồi nè. Sao mặt em bí xị vậy? Hử? Bà chị nhà quê chứ ai. Đã biết rồi người ta không thích cái tên bé lùn rồi. Mà cứ kêu hoài à. Nói gì anh không hiểu vậy? Bà nhà ngục quê nào? Anh có mấy cái chiêu chọc ghẹo người khác đúng không? Anh chỉ cho em đi. Này, anh hứa với mẹ là sẽ tu thành chánh quả rồi. Không trêu chọc ai nữa đâu. Thôi anh chỉ cho em mấy chiêu mà chọc ghẹo người mà mình không thích á. Dễ thôi, thì em cứ bắt dán bỏ vô cặp người ta hoặc là dán giấy thất tình lên, hiệu quả vô cùng. Yeah, vậy là đủ rồi. Kỳ này bà chị là quê đó, biết tay em. Ủa, con nhỏ này chờ anh. Ủa, Kinh đi. Dạ. Con ở đây với ai vậy? Dạ, anh hai á. Dạ, anh Winner đâu? Dạ, anh Winner đi mua nước rồi. Trời đất ơi, sao anh Winner đi mua nước mà dám bỏ con mình ở đây? Dạ. Thôi thôi, đi lên nhà với mẹ đi. Đi thôi, con đợi anh Winner à. Trời ơi, nhưng mà mẹ, mẹ mắc quý quá nè, đi lên. Con đợi anh Winner đi chung với anh Winner à. Đi chung phải không? Dạ. Đi, anh Winner đi mua nước lâu chưa? Dạ chưa. Trời ơi, đợi đi sao lỡ có chuyện gì sao?
mà có chuyện gì là chạy tới chú bảo vệ liền nghe chưa. Dạ. Mẹ mẹ lên nhà cái mẹ xuống lại liền. Dạ. Mẹ mẹ ấy quá. Em chào chị nhà quê. Trời, bé lụng, sao tự nhiên hôm nay chào chị vậy? Thường thường mỗi lần mà gặp chị là em khó chịu lắm mà. Chị nói nhiều quá. Sao vậy? Sao đứng đằng mình vậy? Chị đúng là có nhiều luôn á. Chị ơi, đem ơn chị một cái được không? Thường thường á thì xa lánh người ta rồi bây giờ đòi ôm người ta. Ôm đi. Chị phải cúi xuống, chị phải ngồi xuống em mới ôm được. Rồi. Nhưng muốn ôm em phải đứng từ 1 tới 10. Nhiều điều kiện quá vậy. 1 tới 10 đúng không? Đúng rồi. Ôm luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Sao nữa? Em có vấn đề tặng cho chị á. Vừa được ôm và vừa được tặng quà nữa. Chị ngồi xuống tiếp. Diễm phúc ba đời. Chị ngồi xuống tiếp đi. Giờ rồi. Chị nhắm mắt lại. Ok, nhắm mắt lại. Giờ chị đếm từ 1 tới 10 đi. Nhắm mắt lại nha. Đếm từ 1 tới 10 luôn hả? Dạ. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy? Sao vậy? Ôi sao? Thi, con lớn sao con hiếp em vậy? Sao vậy Thi? Con gì con? Con không hiếp nó đâu, nó không hiếp con thì có, nó bắt dán hù con kìa. Cái gì Kenny, có chuyện đó luôn hả? Tại vì chị kêu con là bé lụn. Thì con cũng kêu người ta nhà quê đó. Trời ơi. Cái gì vậy Kenny? Trời ơi. Nhưng mà cái thứ là ân Linh ơi vậy. Kệ con mà. Trời đất ơi. Winner là anh của em á hả? Dạ. Ủa vậy là con cũng biết Winner nhà cô hả? À, dạ. Hình như bạn học chung lớp với con. Hay quá ha Candy ha. Vừa bắt dán dọa chị mà còn ăn dạ nữa. Hay thiệt luôn á. Trời ơi. Nhỏ xíu người thôi mà suy nghĩ ghê gớm thiệt. Còn con nữa Thi, mấy mốt mà có dán hay là có thất tình vậy thì nói với chú được rồi, đâu có cần ra mà công viên la ôm sùm lên chi. Dạ, thất tình? Ừ. Cái gì? Đây nè. Đây. Tôi thất tình. Bé lụng, em. Cũng bà luôn đó hả bà? Con em nó còn nít, nó không biết gì hết. Thôi cô Linh xin lỗi con. Tại cái này là Winner chỉ Candy chứ Candy nó nhỏ có biết gì đâu. Thôi coi như là cô xin lỗi nha. Xin lỗi chị, nhanh. Con hư lắm luôn, xin lỗi chị. Em xin lỗi trời. Mà tại sao con làm vậy? Tại chị kêu con là bé lộn. Mà con có cao đâu. Từ nay về sau không có được vậy nữa chưa? Anh Tùng, thôi coi như là em xin lỗi. Em cũng không biết con em giống nết ai mà nó lầy lội vậy. Chắc giống nết mẹ nó. Thôi mà em bỏ qua cho em nha. Thôi bỏ qua cho em nói nha con. Thôi được rồi, nói vậy thôi. Nít giỡn không mà. Thôi đi vào học bài con. Đi. Dạ, xin chào cô, về. Anh đi nha. Dạ. Bà nha, bà như con chim én. Lùng có một khúc người ta kêu bà lùng là đúng rồi. Hung dữ với người ta nữa. Lấy ba lô đi về. Con trợn mắt nhìn tôi hả? Mẹ ơi, cho cái quà tặng mẹ nè. Biết nịnh lắm luôn á. Chuột lỗi nữa. Quà gì vậy? Giờ mẹ ngồi xuống. Rồi. Mẹ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Mẹ đếm từ 1 tới 10 đi. Rồi. 1 2 3 4 5 6. Rồi đúng rồi, mẹ mở mắt lên đi. Ai á? Bà kêu tôi là bé lùng, là kẻ thù của tôi. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che, may mắn sẽ đến bên con.
dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.